Cái bên này là bơm. Mình chào mọi người trở lại với channel của mình. Hôm nay không phải là một tựa game kinh dị nào đó, hoặc là một tựa game sinh tồn, hay là game xăm long gì nữa, game dị bla bla các thứ. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với game giải trí Choco sữa Choco Meal đó bạn. Và hôm trước mình có chơi một test thử là mình mua được con này nè. Con bộ đội này bạn khá là đẹp ha. Và hôm trước thì mình không có kiểu như là mình không có khám phá được một cái chế độ rất là hay của Choco Meal, đó là Battle Royale. Mình đã chơi thử một trận khá là hay nên mình quyết định mình sẽ quay cho mấy bạn xem. Và hôm nay là mình kiếm được đâu rồi, tiền mình đâu. Shop mình được 409 nè, cũng khá là bèo. Mình sẽ để dành mình mua cái này. Rồi ok, và không nói nhiều nữa, mình sẽ bay vô chế độ Battle Royale. Mình sẽ chơi duo bạn. Duo nó sẽ hay hơn. Có vẻ nếu mà theo nhận xét của mình thôi nha, nếu mà so sánh với PUBG á thì game này có phần gọi là nhỉnh hơn về cái mặt gọi là không phải đồ họa hay là cái quái như đương nhiên đồ họa ở này nó thua rồi bạn. Về cái mặt kiểu như là giải trí hay hơn chứ không phải là căng thẳng như là hết tuổi PUBG mấy bạn. Bạn cũng có thể thấy là nó khá là dễ thương nên bắn không bình thường, không căng thẳng, chơi cho vui thôi. Bắt đầu các bạn, có 31 người chơi, trong khi đó là 100 người khá là ít. Nếu các bạn thích cái game này thì đương nhiên vô chơi đi các bạn. Mình sẽ chơi thử cho bạn trước là khá là hay. Đây, mình không nhảy dù mà mình chọn khu vực mình nhảy các bạn. Mình sẽ chọn khu vực nhà đi. Nhà khá là nhiều đồ nha, nó cũng y tự tự PUBG vậy các bạn. Đấy, vô mình loot. Á, cứ teo phải cướp đây. Mình vô mình làm được cái khuôn mặt phải chứ. Ui ui ui, nó đập mình mẹ nó. Cướp đôi này, cướp đôi này. Kiếm cái súng, bơm làm chi? Bơm ăn cướp à. Ừ, hay là không làm. Mày rồi xong bạn ngồi, xong bạn ngồi. Ủa xong mất máu rồi. Ui đâu bạn, nó bắn đâu bạn. Ui, thôi. Đầu nha, mình còn 2 viên à. Chết mẹ, chơi ngu rồi. Ok, từ. Chạy lên. Máu. Nước, súng. Cái gì đây? Ngon. Đâu? Mình đang ngoài vòng mấy bạn, chết mẹ rồi. Gà đạn. À cái này cung tên. Ôi, đi vô. Thôi nhanh. Ê, mình đang đi ra ngoài vòng mà. Mẹ. Chết mẹ, chưa ngủ. Ủa đi chỗ nào? Ủa? Rồi xong. Tới bích tao vậy. Trời ơi. Chết bà chân ngu các bạn. Mình không biết cái vòng nó vô, nó sát vô quá mình không biết. Ok, mình sẽ chơi trận mới. Cái này không phải do mình đâu nha. Tại cái vòng nó mất dài thôi nha. Ok, mình sẽ vô trận mới bạn. Ok bạn, trận mới bắt đầu bạn. Hôm nay trận này mình sẽ không chơi ngu nữa. Trận nãy chơi ngu quá. Mình sẽ nhảy chỗ nào ít để trận đấu nó lâu hơn cho bạn coi ha. Nãy tự nhiên cái chơi ngu luôn, mất tiêu luôn, không biết sao luôn. Ồ, map mới nữa hả? Để coi mấy nó nhảy đâu. Nhảy đây đi. Nhảy đây với cái hàng bộ của mình bạn. Không, đồng đội chứ không phải bộ ba. Đâu phải gây đâu. Lướt lẹ, trời. Come on. Sao có cái gì vậy? Súng đâu? Ngon. Anaconda vậy. Vãi! Giả mèo làm chi?
Trong chiến trường mà gã mèo làm gì? What the hell? À được, mèo cào các bạn. À. Vãi vãi. Nó cào bay tới nó cào. Đẩy ngon. Xuống lục, xuống thục, xuống thục. Rồi xong mấy mày rồi, không biết này. Chúng mày tiêu rồi. Ê ê, chưa ngủ. Wow. Bố mày bắn chết bà mày coi. Đi bên đây. Ra đây hết coi, bơi ra đây hết. Bố mày bắn rồi, sao không thấy anh vậy? Vô. Thằng có thằng mày. Nè. Ui giờ. Nó bị bắn bạn, nó bị bắn đủ xanh. Thôi mày tiêu rồi. À. Vòng mày ơi đây. Hồi. Ôi. Ôi. Xuống thục, bay tới. Chết mẹ hai thằng. Chết cha. Ui, bắn đầu thế. Chạy. Bố mày chạy. Bố mày chạy. Ui, chỗ đây có map mấy bạn. Thế. Bay quanh đây. Ngon lên. Nấp lên. Rồi. Cái thục mình điến quá. Đâu vậy cứt ra. Chà 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 gì sắp chết rồi kìa. Điến này. Ăn máu vậy. Sắp chết rồi. Boom. Kiếm mình máu coi. Mình máu đây. Ngon. Mình máu vậy. Ăn mình máu vô. Cái này bắn quê lắm mày. Nó giải trí không? Chơi vui hơn nhiều, vui hơn PUBG cũng nhiều, nhưng mà nó cũng có, vẫn game nào chả có căng thẳng. Nếu bạn muốn thắng thì game nào chả có căng thẳng đúng không? Và game này thì ít căng thẳng hơn, tại vì nó cu te, chỉ bi, tới bứa lưa, bê bê la bê la cái thứ vậy. Bạn cũng vui hơn nè, trời bơm rồi nè, có súng nhắm nữa bạn, mà súng nhắm mình không thấy nhắm được luôn nha. Mình không thấy thôi. Nếu mình lụm được cái thằng kia. Cây súng nhắm bắn cũng khá là ngon. Đã được. Thuốc. Đó là cái gì mà không cha biết nữa, nước. Ví dụ vậy. Nó là bơm đó bạn. Cái bên đây là bơm hết. Ấy. Ấy eo. Nào mình sẽ kiếm cây súng nhắm mình loot đồ. Mình sẽ kiếm đồ mình loot. Ôi rồi, sắp đi lẹ các bạn ơi. Hello motherfucker. Ê. Lẹ bạn ơi. Nó lên. Đục lớp nó bạn. Đục lớp nó. Im. Một thằng. No. Mày sao? No. Thằng nào giết mình bạn? Này. Top 5. Mấy mình giết đường đó luôn á. Ok, mình sẽ chơi một dáng solo thử các bạn. Một dáng solo. Các bạn, và tại bên kia nó kiểu như solo nó ít người quá bạn. Mình phải qua duo các bạn. Gánh hoài không được. Tại cái mình không biết bây giờ nó gánh mình.
Ây da, hơi khó đùa tại mấy anh em bắn cũng ghê quá mày. Mình bị bắn gà quá. Lên luôn. Địch phu, bay lên trời. Rồi đáp đất hư không. Lút vào đây, lút vào đây. Ừ ngon ngon ngon. Mới có vô có cái súng này là ngon mày. Nó vô nhà đây, trên kia có hai ba thằng gì đó. Nãy mình mới thấy nó đáp mày. Máu này đủ không đây nè mày. Nó là ngon, game này chứ khá là hài, nếu bạn muốn thử thì mình nói chục lần á. Muốn thử thì cái đau gì nhá. Sochuko ra chế độ mới. Nó là Bro Laser. Cái gì đây? Có trang bị vũ khí nữa. Đấy. Súng luôn. Rồi xong mấy mày rồi. Xong mấy mày rồi. Mày đâu rồi, đâu? Mày sẽ coi cái dòng. Giờ đứng xa cái dòng khó chạy lắm mày. Gì vậy? Chơi nó. Khó chịu ta. Bitch. Có chuyện của tao không có chuyện mày luôn á. Ôi chạy trốn, chạy. Chạy đi đừng có lút. Rồi xong tiêu rồi, kiểu này chắc xong rồi bạn. Khó nè. Ca này khó nha. Come on. No. Nhưng mình cũng giết được hai ba thằng các bạn. Nó chết không? Yeah. Oh my god. Mình chết nãy giờ vòng bo quá trời lần rồi các bạn. Và hôm một lần nữa các bạn chắc khá là thấy này khá là nhàm chán nha. Nhưng mà mình cố gắng trận này mình sẽ chơi cố gắng luôn. Không chết bò mình nhảy vô giữa một quốc. Không chết bò. Đạt top 1. Ok các bạn, và lần này mình sẽ cố gắng hết sức. Chơi tới đâu thì chơi nha các bạn. Mình cũng không giỏi mấy game này và có lẽ là tập sau mình sẽ làm một số game kinh dị. Như là chú hề nè. Ông hồn lè đó bạn. Bây giờ mình sẽ nhảy giữa luôn nha, nhảy giữa luôn. Chơi giữa luôn. Quốc địch đi, búp. Địch cũng ghê thiệt các bạn. Địch bay lên trời luôn. Lấm đô. Come on. Xuống, lục. Come on, vô đạn vô. Gặp nào bố mày xỉ hết. Áo giáp rồi, ngon. Giờ mình bắt đầu tiên mới thấy áo giáp rồi. Phải. Lần đầu tiên mình thấy áo giáp. Ui, easy. Bum. Ôi, có thằng bắn mình mày. Có thằng bắn mình. What? Cái cung khá là mạnh nha, một phát 100 luôn mày. Mở nó. Hơn là mình có giáp. Không là giết mình chết rồi. Vòng mình gần. Rồi cung siêu mạnh luôn. Ngon. Tàng hình mẹ. Lắc lư. Con kia nó có cái mèo. Tem người ta. Nó bơm máu. Hay. Chạy. Okay. Mày đâu? Come on.
No. Nghe nó ghê quá bạn. Nhớ gặp mình gà mà nó ghê quá bạn. Ok, tập này mình chơi đến đây thôi. Nếu bạn thích video này hay, để lại mình một like, một subscribe là cái đó là động lực để mình làm những tiếp theo, tiếp thêm những tập sau. Và nếu bạn thấy game tự game này khá là thú vị đối với mình thôi nha, thú vị hơn PUBG nhiều, và nó cũng khá là có nhiều chibi hero ở đây nè, giống như lần trước mình nói, mấy bạn có thể chọn bất kỳ con nào bạn muốn và đào game về và chế mình là cái tên dị bạn, mình chưa đổi nữa. Ok, nếu mà bạn lấy dạ ok thế thôi, và bye bye, chúc bạn có một ngày tốt lành, bye bye.